Đỗ Hoa Niên, Lý Dung bị Tô Dung Khanh tẩy não, bi kịch kiếp trước lặp lại. Lý Dung không khỏi bàng hoàng khi biết được người em trai nàng hết lòng yêu thương là người đã giết chết mình. Tô Dung Khanh và Thượng Quan Nhã tuy biết Lý Dung bị hạ độc nhưng vẫn mặc kệ, thậm chí còn tương kế tiểu kế giết chết Bùi Văn Tuyên. Ở kiếp trước tất cả đều muốn lấy mạng Lý Dung, Bùi Văn Tuyên là người duy nhất tin tưởng nàng, quan tâm nàng, bảo vệ nàng. Lý Dung bắt đầu hoài nghi liệu sau khi Lý Xuyên đăng cơ, nàng và Lý Xuyên có đối địch với nhau, liệu Lý Xuyên có lựa chọn giết chết nàng lần nữa. Sau khi nói chuyện với Tô Dung Khanh, thế giới trước mắt Lý Dung như sụp đổ. Dù nàng biết mỗi người đều có lý do của riêng mình nhưng nàng không thể chấp nhận việc tất cả những người nàng quan tâm đều phản bội nàng. Trần Tường đã rõ Lý Dung rơi vào vực sâu hoang mang. Nàng muốn thay đổi đại cục, muốn đưa Lý Xuyên lên ngôi hoàng đế để một cách danh chính ngôn thuận, muốn có đủ quyền lực, đủ sức mạnh để bảo vệ bản thân. Nhưng nếu Lý Xuyên đăng cơ, có phải vòng luẩn quẩn sẽ lặp lại? Nếu Lý Dung về cùng một phe với Tô Dung Khanh, phò tá Lý Thành đăng cơ, nàng và hắn đứng phía sau thao túng chính trường, nàng sẽ thoát khỏi kiếp cục bế thảm. Cơn phẫn nộ khiến Lý Dung quên mất nàng đã thay đổi được rất nhiều chuyện ở kiếp này. Lý Xuyên đã tìm được ý nghĩa của ngai vàng bảo vệ những người hắn yêu thương. Thượng Quan Nhã không phải tiến cung, có sự nghiệp riêng cũng được yêu đương với Tô Dung Hoa. Tần Chân Chân đóng quân ở Tây Bắc, sống một cuộc đời tự do tự tại. Hơn hết Lý Dung và Bùi Văn Tuyên chưa lằng hách, cuối cùng cũng về bên nhau. Tuyến tình cảm của cặp đôi Thượng Quan Nhã Tô Dung Hoa cũng có những bước chuyển mới. Tô Dung Hoa thổ lộ tình cảm với Thượng Quan Nhã, hắn hy vọng có thể được ở bên cạnh nàng trọn đời, bất kể nàng muốn trở thành phu nhân của Tô gia hay gia chủ của Thượng Quan gia. Thượng Quan Nhã không khỏi rung động, nhưng hiện tại nàng chưa thể hứa hẹn bất kỳ điều gì với Tô Dung Hoa. Việc Tô Dung Khanh phò tá Lý Thành và làm phản đã rõ mười mươi, làm sao nàng yên tâm tính chuyện tương lai với Tô Dung Hoa. Bên cạnh đó, tin vui cũng đến với vợ chồng của Lý Dung, Bùi Văn Tuyên. Sau hơn 20 năm, cả hai cũng đã có con đầu lòng. Bùi Văn Tuyên biết được tin này hết sức vui mừng. Thế nhưng thay vì thông báo với Lý Dung ngay lập tức, hắn lựa chọn giấu chuyện này đi, âm thầm chăm sóc Lý Dung cẩn thận. Bùi Văn Tuyên không muốn Lý Dung vì đứa bé mà từ bỏ những chuyện nàng muốn làm, từ bỏ tương lai nàng muôn mong mỏi. Chi tiết này cho thấy Bùi Văn Tuyên hết sức yêu thương Lý Dung, hắn sẽ luôn ở bên nàng giúp sức. Chỉ cần là chuyện Lý Dung muốn làm, Bùi Văn Tuyên sẽ không quản ngại. Lý Thành bị Lý Minh hạ độc, Hương Mỹ Nhân, lòng đế vương thâm sâu khó dò, Lý Minh cuối cùng vẫn ra tay với con trai mình, bà ta cũng là một người mẹ, một người vợ, nhìn con mình bị chồng mình giết, đương nhiên sẽ đau thấu tận tim can. Vậy nhưng Nhu Phi vẫn không từ bỏ ngai vàng, bà ta quyết định tìm một người thay thế Lý Thành đăng cơ. Nhu Phi không cam tâm khi Lý Xuyên và Lý Dung còn sống sờ sờ, nhưng Lý Thành bỏ mạng.